Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình, channel The Kingdom Me. Rất vui được gặp nhau trong clip thì hiện tại mình đang có mặt tại One Piece Fighting Bad. Nói chung là tựa game quen thuộc anh em ơi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung tiếp theo nha. Cũng khá là lâu rồi mình chưa có leo đảo trở lại, cho nên là hôm nay mình sẽ cùng anh em chinh phục những cái hòn đảo. Hiện tại thì cũng khá là lâu rồi anh em ơi. Và hiện tại thì điểm thì mình cũng đang tích rất là nhiều luôn. Hiện tại thì chúng ta có tới tận là 5.8 triệu điểm mình chưa nâng nè anh em. Bây giờ một lần nâng thì tốn bao nhiêu ta? Một lần nâng bây giờ là tốn khoảng 450.000 nha anh em. Như vậy thì 5 triệu như thế này thì nó sẽ nâng được khoảng 10 click. 10 click thì sẽ tiêu khoảng 4.5 triệu. Ngon anh em ơi. Như vậy thì chắc là mình sẽ nâng được full cái này lên 130. Cái này thì lực chiến nó sẽ tăng đều cho cả ba hệ nè anh em. Rồi sau đó mình sẽ nâng thêm được một vài click khác cho riêng hệ nữa. Đấy. Thì cái này chắc là mình sẽ để clip tăng cấp sức mạnh rồi mình nâng luôn. Còn hiện tại thì bây giờ mình sẽ cùng anh em đi leo đảo nha. Hiện tại thì hòn đảo mình đang mắc kẹt là hòn đảo 59. Ui, nói chung là sắp sang đảo 60. Đảo này thì đánh bằng hệ vàng nha anh em. Nên mình vượt qua xong thì hòn đảo sau, hòn đảo 60 thì mình sẽ đánh bằng hệ đỏ. Và mình có cơ hội để mình đánh bằng con Doflamingo cho anh em coi luôn. Ok. Như thường lệ thì chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để đầu đêm hội cho mình. Và anh em nào có nhu cầu mua acc bên Android 4399 thì nhớ liên hệ Facebook mình nha. Link Facebook mình để sẵn ở phần mô tả rồi. Trong ngày có gì anh em cứ inbox qua Facebook là được. Đấy, bây giờ thì không nói năng nhiều nữa thì mình cùng anh em chiến nhanh luôn nha. Tại vì tranh thủ đánh những hòn đảo sau nữa. Có thể nếu mình win được thì mình sẽ đánh được hòn đảo 60, 61 luôn anh em ơi. Mà chắc là khả năng hơi thấp. Tại vì lực chiến mình không đủ anh em ơi. Lực chiến yêu cầu đây như anh em thấy là 249k nhưng mà mình thì chỉ có 246 thôi. Nhưng mà thật ra thì với cái lực chiến này mình nghĩ chắc là ok anh em ơi, tạm ổn. Còn con Kuyan của mình thì 240, như vậy là tua thiếu 9k lực. Thiếu 9k lực nha anh em. Rồi ok. Cái này thì à không, cái này đang đọc đấy bằng hệ xanh anh em ơi, mình nhầm nha, đó là bằng hệ xanh. Mình quên là con Kuyan nó Kuyan này là nó hệ xanh chứ không phải hệ vàng. Ồ, cứ nhầm với con Kuyan cũ. Đây, thì mình sẽ chiến cái này bằng Yoro Time Skip với lại Kuyan New World nha. Vô. Không biết là có win hay không đây, nhưng mà nói chung thì hai con này đều là hai con Time Skip và lượng đam thì rất là ok, cho nên mình nghĩ chắc là sẽ win thôi. Cổ lên nào. Mình thì PvE nói chung là cũng không hay lắm. Đánh với bọn nhảy nhép thì được thôi anh em ơi, chứ đánh với mấy con boss trong đây thì hơi căng. Rồi, có gì anh em theo dõi nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và đây là màn đầu tiên của ải 59. Get go, get go. Căng quay ta. Đánh với bọn nào ta? Đánh với bọn nào mà xưa mình thua ta? Oh my god. Alabasta. À, bọn này anh em ơi. Bọn này thì cũng khá là ghê nha. Đấy, đấy, đấy. Nói chung thì mình sẽ cho anh em xem trước nha. Tụi này thì nó khống chế khá là ghê. Chứ anh em thấy là chỉ cần để tụi nó lao vô như vậy là chết. Đấy, bị CC lại nên anh em rồi khóa skill nữa anh em. Nhìn rất là khủng khiếp nha anh em. Cho nên là tuyệt đối chúng ta phải cẩn thận. Một khi mà đã bị nó đam rồi là đam liên tục. Nói chung rất là khiếp luôn anh em ơi. Cho nên là phải né nha, vừa né vừa đánh như thế này này. Ok, để mình test skill trước đã anh em ơi. Đánh cho nó quen tay đã. Ok anh em ơi, có khi nào mình win luôn không ta? Ok, win luôn càng tốt cái gì đâu. Nãy giờ đã cho đánh khá là nhiều rồi đấy. Nhưng mà biết đâu vẫn win sao anh em. Có anh ti luôn nè. Trời ngon. Này mới lại đầu tiên thôi anh em ơi, cho nên là mình xài anh ti thì thấy quá nhờ. Úi, tụi nó chết hết rồi à. Ô, mình không ngờ là cái lượng đam của mình lại khủng vậy luôn á. Có bộ win luôn anh em ơi. Ngon ngon ngon. À, win luôn anh em ơi, mặc dù mình để cho tụi nó đánh nhưng mà mình vẫn win. Ok anh em, giờ tới ải 2 nha anh em. Ải 2 này thì có vẻ là có cái bọn hồi máu gì đây nè anh em ơi. Bọn này chắc là hồi máu cho phe đối thủ quá. Ui chà, ui chà, đây là mấy thanh niên kiếm sĩ nha anh em. Đúng rồi anh em ơi, nó hồi máu cho phe tem địch chắc rồi. Tại vì ống máu của nó màu đỏ kìa. Cày thế nhờ. Tại sao nó không hồi cho mình mà nó hồi cho người kia ta. Quạo thiệt chứ. Cho nên mình sẽ giết tụi nó luôn nha anh em. Cái tội bố áo. Đánh trong mấy cái đạo này thì nói chung là một cái yếu tố quan trọng đó là thời gian. Anh em phải để ý thời gian. Đấy, nó hồi ghê chưa anh em. Hồi khiếp thiệt chứ. Quá đã luôn anh em ơi. Con Yoro tâm skip này mình đặc biệt là thích spam skill vãi luôn á. Mày hổn nè. Ăn lóc sấy đi con. Giết luôn mấy con hồi máu luôn. Coi tụi nó mày hồi bằng. Mày hồi bằng niềm tin gì. Mày hồi bằng niềm tin gì. Quên anh em ơi. À còn con nhảy nhép này nữa. Nhảy nhép.
Ngại nhé. Quên nãy hai. Ủa, ai nãy ba hả ta? À, ai nãy bốn em ơi, như vậy lại nãy lại hai. Ai đầu tiên mình đi lại hai chứ không phải một nha. Ok, bị nhầm. Mình không có biết rành lắm cái ngại này. Nãy thấy nó ghi 591, tưởng là 591. Quá đã. Quá đã luôn anh em ơi, nhưng mà hơi lóa mắt. Trong skill khá lóa mắt. Thôi win rồi anh em ơi. Mình không ngờ bọn này nó lại yếu ớm như vậy. Hồi xưa nó hành hạ mình ghê lắm, bây giờ do mình mạnh quá nên ra bây giờ mình giết tụi nó. Ok, ai năm anh em ơi, gặp boss nè, chưa biết là boss gì nha. Rồi luôn, ba con lúc luôn, sao chịu nổi. Thấy mẹ lên em ơi. Này phải dồn tụi nó lại mới đánh được chứ. Ui cha, phải có cái gì gom tụi nó lại chứ nhờ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, cơ hội là đây anh em ơi. Ui cha, căng 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 căng. Thôi lại này chắc thua anh em ơi, khó quá. Này là chủ yếu phải gom nó lại cho nên chắc là mang rau đen. Mình nghĩ là mang rau đen sẽ hợp hơn anh em ơi. Đánh từng con thì không được, không hiệu quả này. Thời gian còn một phút nữa chứ. Thời gian nó hơi hạn hẹp nha anh em. Ui chà, căng căng căng. Ui con cô rô kia nó còn làm trò vậy nữa kìa. Thôi thua anh em ơi, này mình ma ra mình mang mang rau đen hợp lý hơn, hoặc là giờ đánh lại. Hoặc là giờ nó đánh lại thử coi nha. Ok vô. À mới giờ nó quất mình như con đẻ rồi. Lại đánh hai con trước. Chuyện này gom được không ta? Không gom được rồi. Từ 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 bình tĩnh. Trời ơi, cái lốc xoáy kia. Đánh nốt thử coi nha anh em. Đau quá. Ui chà ơi, mơ mơ ước mình xa vời rồi anh em ơi. Thôi không mất được giáp nó luôn mà. Đau quá anh em ơi, với lại thằng Cro nó chơi chiêu thả gì á, căng quá à. Để mình ra mình mang con độc đội phụ rau đen đã. Có gì gom tụi nó lại dễ đánh anh em ơi. Nói chung là phải gom tụi nó lại với lại dồn đam. Mà mình dồn không đủ luôn. Không đủ để phá giáp nó. Mấy ở trước mấy con nhảy nhép thì còn đánh được. Mấy con boss này trâu quá. Cái ống giáp của nó đánh hoài không bể. Ok ok ok, lại lại lại. Để mình thử mang rau đen coi có hiệu quả không nha anh em. Nói chung là gom nó lại thì sẽ dễ chơi hơn. Đây. Chiêu phụ bà xanh tóc đỏ này thì có thể đam nó to nhưng mà nó không có lợi bằng rau đen nha anh em. Rau đen nó gom lại. Rồi, vô lại nè. Người ta lật thì không đủ nhưng mà mình nghĩ với cái lực này chắc chắn là vẫn sẽ qua được nếu mà mình đủ đam. Nhưng mà nãy giờ mình đánh là mình thấy không xi nhê cái ống giáp của nó cho nên là thấy hơi căng. Rồi, vô lại đi. Marco à. Marco chim xanh, đợt ra cũng khá là xịn nha anh em. Nhưng mà giờ thì Marco quá là lỗi thời rồi. Giờ phải đợi Marco Wano anh em ơi. Đợi Marco Wano mới hot được. Ok. Cái này thì như là mình nhớ không nhầm chiêu phụ nó có cả CC nữa phải không ta? Đó, ăn đòn đi. Ui, có con thoát ra được. Phải rồi. Lẻ bắt con rồi cho nên là bây giờ thì sao đây ta? Sao mà giáp nó trâu dữ ta? Nó thiệt cái nem luôn là giáp nó trâu quái nồi. Giờ mình sắp đai đánh gì nữa? Lạ anh em ơi. Chưa gì là thấy đai rồi, con Mr. 2 sao mà nó nhảy ra được hay vậy ta? Khó chịu nha. Thử lại cái coi. Mới vô tung skill phụ luôn đi. Ê sao mình không nhảy ra được? Cái định mệnh ảo thế nhờ. Đó, ít ra cũng phải như vậy nè anh em. Sau đó là mình sẽ dồn đam liên tục. Đó, kiểu như vậy đấy. Tí mình là như thế đấy. Nhưng mà rất tiếc là tụi nó cũng trâu vãi. Rồi tụi nó hết giải thoát rồi, mình đã hết skill. Ok ok, đánh đi đánh đi. Nè có rau đen nữa nè. Ngon anh em ơi, ít ra anh em thấy là đỡ hơn nãy đúng không? Giờ cùng lốc xoáy nè.
Tao bam cho kêu nè. Đấy, tóc tụi nó vô một góc thế này rồi, ok, tụi nó sắp bị bể giáp rồi kìa. Ui, né. Ngon. Sắp phá giáp rồi nè anh em. Anh Tây luôn nè. Xén. Lại có rau đen là tứ tung đi anh em ơi. Có cây choáng. Ui, thời gian chắc không đủ rồi anh em ơi. Hình như là có một con sắp đai. Mình thấy là có một con sắp đai rồi thì phải. Căng quá à. Ui, căng quá à, chết luôn rồi. Buồn vậy. Rồi, nó hồi giáp lại rồi. Thôi, thua anh em ơi. Chịu hết nổi. Gì? Thục luôn cái chiêu này á. Cái đình mà anh ảo tí à. 21 giây. Chạy. Máu nó còn nguyên. Châu vải. Mình đã quá khinh thường tụi nó rồi anh em ơi. Không ngờ tụi nó mạnh vậy luôn. Ra nói chung là cái này chắc là phải nâng cấp thêm. Ui cái lốc xoáy này. Hết thời gian rồi. Với lại đam mình không có đủ giết nó theo thời gian. Châu dữ trời. À, để mình vô mình coi thử cái thẻ đồ của hai con tướng này thử coi. Sao mà yếu dữ trời. Đam mấy con kia rất là ok luôn mà vô tới boss thua anh em ơi. Châu quá. Đầu tiên là con Zoro Tom Skip. Lực chiến cơ bản có 206 thôi anh em ơi. Đúng thì là rất là yếu luôn nha. Cái này thì có thể tăng cấp được level. Còn không có tác dụng lắm. Trong thẻ thì hiện tại thì mình 1, 2, 3 thì ok nên em. Tại vì mình kế thừa lấy từ thẻ của Mihawk. Thẻ số 4 thì mới 65. Nói chung là chưa full. Thiếu thêm một lần nâng cấp nữa mới full được. Ồ, thiếu một thẻ này. Để mình nâng nốt cái này coi. Nói chung là cũng hơi cay nha anh em. Đánh vậy mà hôm qua cay thiệt. Để mình đi mua thêm cái thẻ này nữa. Còn thẻ số 5 thì mình chưa nâng gì luôn nè. Thành ra nó quá là yếu rồi, đúng rồi. Không có đam. Kiểu như không có đam á anh em. Ok. Nhưng mà mình đang phụ thuộc vào số 4. Sẽ số 4 là chính cho nên là cũng lười nâng quá. Giờ mình mua thêm một cái này để mình nâng cho cái thẻ số 4 thôi. Hơi chán nha anh em. Đánh vậy mà không win. Đây. Đấy. Nâng nốt cho cái này full sao anh em ơi. Cái này nâng cái nữa full sao rồi. Đam thẻ này thì ok đó anh em. Còn thẻ số 5 thì thôi bỏ đi. Số 5 nó không có đam. Ây, còn Kuyan thì sao? Ủa cái gì vậy? Kuyan thì sao? Kuyan thua Euro anh em ơi. Về thẻ thì thẻ số 4 full. Ui, thẻ số 5 cũng gần full hả? 45 tức là được 3 sao. Ui, nhưng mà thẻ hơi cùi. Thẻ 1, 2, 3 hơi cùi. Nói chung là phụ thuộc vào Euro là chính. Rồi, vô đánh lại anh em ơi. Đánh lại xíu nữa coi. Nói chung là đánh nhiều để quen quen tay để còn biết mình thua chỗ nào các kiểu. 200 ủa. À mình hiểu rồi, càng ngày thì các ải nó sẽ càng tăng lực chiến lên, thì ra là vậy, hàng chi mình thua là phải. 257k này, 246 thua khoảng 10k lực. Thua khoảng 10k lực anh em ơi. À, với lại nói chung thì cái thua lực nó cũng không quan trọng lắm nha anh em, chủ yếu là anh em tẩy được chỉ số ngon. Nếu mà anh em thua lực thì anh em cần bù lại vào những cái thẻ 1, 2, 3. Anh em tẩy được rất nhiều thì vẫn sẽ ăn được thôi. Nhưng mà có điều thẻ của mình nó cũng cùi, còn cùi. Cho nên lượng đam không đủ anh em ơi. Cái lượng đam nó không đủ theo thời gian, mà thời gian thì rất là ít nữa. Nó giới hạn thời gian rất là ít. Thành ra chúng ta cần phải tối ưu hóa cái lượng đam. Một là tăng lực, hai là tăng đam, vậy thôi. Nhưng mà mình thì lực chưa đủ nè, mà đam cũng không đủ nữa. Thành ra là mình vẫn bị thua cái đảo này, cay thiệt. Không sao, nếu mà thua thì mình sẽ phục thù vào một clip gần nhất. Quá cay anh em ơi. Giờ nếu mình nâng đầy đủ chắc là sẽ qua được ấy, nhưng mà nó hơi mất thời gian. Thành ra hơi lười, rồi để clip sau đi. Tập trung xíu coi. Ui, tha, em lỡ dại. Ui, sao bị hụt thằng kia vậy? À, đàm cỡ đó không bể giáp được. Cay thật. Hãy
Để giáp, để giáp, để giáp. Coi gì ấy, cày thế nhờ. Anh em thấy là máu nó còn quá nhiều không, và thời gian còn đúng 2 giây, đừng mất là 2 gần đai à, không đủ đam anh em ơi, quá yếu. Mình đã cố spam hết cỡ nhưng em thấy là từ đầu đến cuối mình đều spam, mình đâu có bỏ, có bỏ lỡ cũng bỏ lỡ một ít thời gian thôi à, không thể nào qua được anh em ơi. Cho nên là nhiều anh em thấy mà kêu là do anh gà quá thì nó thiệt là mình đã cố gắng hết sức anh em ơi, mình đã cố gắng spam hết cỡ rồi mà đam không đủ, cái là đam không đủ nha anh em. Đam nó như thế thì có đánh xịn hơn đi nữa thì đam nó vô máu cũng không đủ anh em ơi, thành ra là không chết được, quá cay. Cứ tưởng là hôm nay là phục thù thành công nhưng mà thất bại rồi anh em ơi, vậy cố gắng thêm thôi. Ok hôm sau anh em ơi, như vậy mới có cái để chinh phục, như vậy mới hấp dẫn anh em ơi. Chứ giờ ví dụ như lực mình mạnh quá mình đi phá đảo thì đâu còn gì để chơi đâu đúng không? Đấy, cho nên như vậy mới có cái để chinh phục các kiểu chứ. Giờ mình sẽ vô shop và mình mua một ít đồ nha anh em. Nói chung là mấy cái đồ hàng tuần thôi. Thì đây là shop bang, mình sẽ mua một ít đá cầu vồng. Tiếp theo sẽ là 2 viên này, chắc là mình đã đủ nâng cấp rồi mình không mua nữa nha, tại vì đa giá nó khá là đắt, tới tận 1k lận. Mình sẽ để dành để mua đá này. Mua gỗ hả ta? Gỗ thì hiện tại đây coi coi. Gỗ thì hiện tại chắc là mình cũng không cần mua nữa anh em ơi, tại vì thuyền đã full rồi. Bây giờ có gỗ mới thì mình vẫn còn dư gỗ để nâng, thành ra mình sẽ không mua gỗ nữa nha. Quyết định là không mua gỗ nữa là hợp lý. Ok, có gì khi nào thiếu tính sau. Tiếp theo là mua một vé vàng free. Ở shop cá thì chúng ta có thể mua được vé hàng tháng nè anh em. Đây. Ok. Và có anh em thích thì anh em mua thêm đồ ăn, còn mình thì mình dư đồ ăn rồi mình không mua nữa. Đây là shop thẻ thì chúng ta sẽ mua rương 1000 sao tím. Ui được cu danh 2, ngon, quá đã. Ok. Rồi chắc là ui Berona 1. Nói chung là clip sau chắc là mình sẽ tăng cấp sức mạnh anh em ơi, tại vì hiện tại mình đang cần sức mạnh. À, mua thêm cái này luôn anh em ơi. Còn nó ra cái đá gì? Ui đá vàng đó, đúng lúc mình cần anh em ơi. Đá vàng thì mình cần cho Dove Flamingo nha. Cho nên là đúng lúc luôn, tuyệt vời. Ôi tại mình đang mang viên đỏ hả ta? Ô thay viên vàng được không ta? Nếu mà thay viên vàng không biết viên đỏ có mất không ta? Trừ 0.08 hả? Ủa sao mang viên này vô hợp mà lại bị trừ lực chiến ta? Trừ 0.08. Sao nó lại bị trừ ta? Nói chung viên nào cũng trừ, cả viên đỏ kia do nó mạnh quá hay sao á. Thôi thì mình cứ mang viên vàng vào nha anh em. Không biết là viên đỏ kia có mất hay không, hiện tại mình có 2 viên đỏ. Thì giờ mình mang thì mới có mất hay không, chắc là mất viên đỏ kia chứ nhờ. Đây, mang được 3 viên đỏ rồi nè anh em. À, 3 viên vàng. 3 viên vàng này là nó phù hợp với Paramecia nha anh em. Cho nên là rất là ok luôn đấy. Viên đỏ kia mất anh em ơi, mang kiểu này là sẽ bị mất nha. Ồ, cũng khá là thiệt thòi. Cái này thì tương tự thì anh em có đá vàng để anh em mang vào. Cái này thì mang viên đỏ mất rồi, mà tháo thì bị trừ mất luôn, cho nên hơi uổng. Chúng ta không nên lắp kiểu đó nha, mình thiệt luôn á, mình nghĩ là không nên lắp kiểu đó đi, nó mất đá uổng quá. Còn cái kia dành cho Doan nha anh em, cái viên đẹp đẹp dành cho Doan để mình kiếm, mà Doan thì mình không có tướng nào phù hợp để chơi hết cho nên thôi bỏ đi. Tiếp theo thì có thể là Logia, nhưng mà thôi kệ đi. Rồi như vậy thì bây giờ mình thời gian còn lại thì chắc là mình nâng nhẹ nhẹ cho Yoro hen, nâng level luôn đi. Đấy, map level luôn, tăng được thêm 300 lực là cũng ok rồi. Nhánh skill thì cũng full hết rồi cho nên cũng không còn gì để nâng nữa, chủ yếu là thẻ thôi anh em ơi, chủ yếu là thẻ thôi. Đây, ví dụ cái thẻ này thì mới level 1 thành ra nó rất là yếu. 207k. Giờ mình sẽ vào shop để mình mua một ít nha cái đó nha. Đây gọi là thẻ cam dạng năng, mình có thể mua max 92 nè anh em. Mình mua chắc là 10 cái thôi. Ok. Đấy, khá là lâu rồi mới phải mua lại mấy cái này để tăng cấp sức mạnh. Nói chung là mình khá là lười, nhưng có con tướng nào mình yêu thích thì mình nâng thôi. Cho nên bây giờ hiện tại thì mình sẽ nâng cho nó để mình nó có cơ sở để vượt đảo. Ok.
Này thì anh em có thể mua, thật ra anh em có thể mua trong kia cũng được ha. Mình quên mất cái vụ này, để mình anh em đợi xíu. Lẽ ra anh em có thể mua được trong 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 shop chỗ này nè. Đây anh em ơi, anh em có thể mua trong đây nè, đỡ phải tốn thẻ cam giãn năng nha. Mình quên mất cái vụ đó. Kiếm thẻ Zoro mua nha. Cái này hình như không phải rồi, thẻ này không phải anh em ơi. Thẻ đầu tiên mới đúng này. Ủa cái này hả ta? À, mình đang nhầm ở thẻ số 4 và thẻ số 5. Thẻ này là thẻ số 5 anh em ơi. Ok. Thẻ số 5 thì chúng ta mua ở shop Ibadao. Ibadao thì thật ra mình cũng ít điểm lắm, cho nên là không biết có đủ hay không này nữa. Coi mua được nhiều hay bấy nhiêu đi. Đây, thẻ Euro này nè anh em. Thẻ này thì 5.000 một cái thì mình có thể mua tối đa 28 hả? Ok, như vậy thì cũng ok anh em ơi. Mình sẽ mua tạm thời là 7 cái đi. Rồi. 7 cái thì chắc không đủ, tại nếu theo thứ tự là 1 2 3 4 5 8, 8 cái, chính xác là 8 cái mới đủ nha. Mình mua 7 cái, như vậy là vừa đủ ấy, tại vì mình vừa nâng cái kia một thẻ cam bản năng rồi. Ok, vậy là ok rồi. Đủ luôn. Cái chiêu anti này thì thật ra nếu anh em nâng full thì cũng rất là mạnh, tại đây là skill cuối mà. Đấy. Tại vì nãy mình level 1 chưa có nâng gì cả thì nó rất là yếu thôi. Chứ anh em nâng thì chắc chắn nó rất là mạnh rồi, đặc biệt là thẻ cam nữa. 208k hả ta? Hồi nãy 204 đúng không ta? Giờ 208 nhầm ta. Chiến tăng cũng khiếp thế nhờ. Không biết là do mình nhầm nhìn nhầm hay sao nữa. Tại vì nãy mình thấy có 204 à. Giờ 208 rồi. Ok, 208. 209 rồi nè anh em, chắc là mình nhìn đúng rồi đó. Tại vì thẻ này tăng lực chiến cũng khá là ngon nha. Này chắc 210. 25095 anh em ơi. Ok, thiếu một xíu nữa. Nâng nốt cái này chắc là sẽ lên 210. Đấy, anh em có tài nguyên em mua thì em nâng sẽ nhanh thôi. Không có gì hết. Đấy, full sao rồi nè anh em. 210. Ok. Giờ đánh lại chắc cũng chưa win được đâu anh em ơi, tại vì tụi nó cho quá. Với lại thêm một vấn đề thời gian nữa, nói chung là đánh về lâu về dài thì vẫn có thể win được. Né này nọ rồi cứ đam nó là tụi nó chết thôi anh em ơi, nhưng mà vấn đề là thời gian nữa. Game có giới hạn thời gian nữa cho nên rất là khó. Bởi vì trong đảo đó thì nó bị cái là thời gian. Ok, vừa đủ luôn anh em thấy không? Mình canh vừa đủ luôn. Quá đẹp. Full sao. Mặt chiến là 211k nha anh em, 211k6 gần 212k. Như vậy thì cái này là full hết. Còn về thẻ này thì để mình coi thử coi. Cũng có credit nè anh em. Mấy cái viên xanh này là dành cho ai ta? Mình cũng quên coi viên xanh này dành cho ai rồi, cho nên cũng không biết hợp hay không nữa. Nhưng mà mang tè leo quay hết rồi này. Ba viên này chưa nâng, anh em đợi xíu rồi mình mở cái kia lên. Đây anh em ơi, nhân tiện thì mình chỉ cho anh em cách mang cái viên ngọc đó luôn nè. Như anh em thấy là đây mấy viên đỏ nè là dành cho người không ăn trác quỷ nè. Còn viên vàng là Paramecia như này mình mang cho đội Flamingo ấy. Còn viên xanh thì sẽ mang cho Logia. Đấy. Còn cuối cùng là xanh pha lê là dành cho động vật, tức là cái viên đẹp đẹp, lát mình chỉ cho. Như vậy là viên bây giờ là cái con Zoro này là không ăn trác quỷ, cho nên chúng ta sẽ mang hệ đỏ nha anh em, mang trái đỏ, mang viên đá đỏ. Ui, tiếc là viên đá đỏ thì mình lại hết mất tiêu, nhưng mình còn mình thấy mình còn có hai viên à. Ok, thôi cứ mang đi. Nhưng mà thẻ này ngon chưa? Quan trọng là chúng ta phải mang cho thẻ ngon nữa cơ. Thẻ này là thẻ số 2. Thẻ số 3 này thì tại cũng có crit nhưng mà nó cái dòng này khá là yếu. À số tàn yếu không anh em ơi, nhưng mà giờ đang trống chỗ nào chúng ta mang chỗ đó thôi, chứ biết sao giờ. Ok, chỗ này trống thì mình sẽ mang cho cái này. Chúng ta mang viên đỏ nha anh em. Đấy, lực chiến sẽ tăng thêm khá là nhiều đấy, hai sĩ. Cái này 6.2%. À cái này ngon hơn này đúng không ta? Ô cái này sát thương crit mất tiêu rồi. Như vậy thì giờ mình sẽ mang thêm cho cục này đi. Thêm một cục hệ đỏ nữa. Được thêm gần 200 lực nữa. Ok. À còn mấy cái này thì thật ra nếu vẫn có thể mang mấy viên này vào được nè, tại vì ít bữa viên này có mất thì chúng ta cũng đâu có tiếc đâu, cho nên cứ mang vô cũng được. Đấy thì cũng thêm 152 lực cũng ngon. Đó. Thêm 148 lực, quá ngon đúng không anh em? Tiếp tục thì thẻ số 2 mình cũng làm vậy luôn. Còn trống một chỗ thì mình cứ mang cái viên cùi cùi này vô nè. Đây, mấy viên pha lê đẹp đẹp này là của Doan nè anh em. Đó. Nhìn rất là bắt mắt luôn ha. Ấy lực chiến tăng quá trời luôn anh em. Giờ lực chiến là 212k rồi, quá xịn. Tương tự với thằng Kujan thì 199k, nhưng ba thẻ này thì chắc là mình sẽ nâng sau. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Mình sẽ phục thù hòn đảo đó chắc chắn thành công cho anh em coi.
À, sau hệ xanh thì sẽ là hệ vàng. Hệ vàng thì chắc là mình sẽ mang xanh đi đánh. Ủa mà sao xanh yếu vậy? Xanh lẹt đẹt lực chiến ở sau luôn này. Ok, chắc là à không có thẻ. Vậy thì mình sẽ mang xanh với Sabo ha. Mang xanh với Sabo đi tung hoành cho anh em coi. Hẹn gặp lại anh em vào clip sau nha. Bây giờ thì chúc em buổi trưa vui vẻ và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình, và anh em nào có nhu cầu mua acc bên Android 4399 thì nhớ liên hệ Facebook mình nha. Thank you anh em. Bye bye.